Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 50.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 2, Ethereum đã có ngày hoạt động tệ nhất trong hơn 12 tháng. Tổng vốn hóa thị trường của Ethereum thậm chí còn thấp hơn số tiền mặt mà công ty của tỷ phú Warren Buffett nắm giữ, hiện ở mức khoảng 270 tỷ đô. Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử dẫn đến việc thanh lý hơn 1 tỷ đô la diễn ra sau chuỗi ngày thua lỗ trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán ghi nhận mức hoạt động tệ nhất kể từ năm 1987, báo hiệu sự khởi đầu của suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra. Với thị trường Hoa Kỳ vẫn chưa mở cửa, nỗi sợ đầu hàng tiền điện tử tiếp tục tăng cao đáng kể. Chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin giảm xuống mức thấp lịch sử, biểu thị nỗi sợ hãi cực độ. Robinhood Markets thậm chí đã dừng giao dịch trong 24 giờ vì lo ngại khủng hoảng thanh khoản. Kể từ khi phê duyệt các Ethereum ETF Spot tại Hoa Kỳ, các đơn vị phát hành đã báo cáo dòng tiền tích lũy chảy ra khoảng 510 triệu đô, với việc Grayscale nắm giữ hơn 5,97 tỷ đô la giá trị ETH, dự kiến sẽ còn nhiều tiền hơn chảy ra trong những tuần tới. Trong khi đó, Jump Trading đã bán lượng ETH nắm giữ trong 2 tuần qua và đã bơm vào lượng ETH trị giá 500 triệu đô. Trong bối cảnh bất ổn đang diễn ra ở Trung Đông, ngành công nghiệp tiền điện tử có thể tiếp tục gặp khó khăn. Mặc dù có một số khả năng chu kỳ tăng giá tiền điện tử vĩ mô đã đạt đỉnh trong vài tháng qua, một số chỉ báo cho thấy khả năng phục hồi trong thời gian tới. Fed có thể sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ngoài ra, ngành công nghiệp tiền điện tử hoạt động kém hiệu quả vào tháng 8 và tháng 9, nhưng thường ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng vào tháng 10. Theo báo cáo mới nhất, Jump Trading đã bán tháo Ethereum với số lượng lớn nhất, trị giá gần 300 triệu đô la trong tuần qua. Diễn biến này diễn ra vào thời điểm giá ETH đã giao dịch dưới áp lực với mức giảm mạnh trong tuần qua. Spot On-Chain gần đây đã báo cáo rằng Jump Trading đã chuyển tổng cộng 17.576 ETH trị giá 47 triệu đô la cho các sàn giao dịch tập trung trong 24 giờ qua. Theo báo cáo, các khoản chuyển nhượng này là từ các khoản nắm giữ ETH hiện có của công ty. Jump Trading đã giữ lại tổng cộng 37,6 nghìn WST ETH trị giá 101 triệu đô và 11,5 nghìn ST ETH trị giá 26,3 triệu đô trong ví của họ cho đến nay. Theo dữ liệu từ Arcam Intelligence, ví Jump Trading có 587 triệu đô la tiền điện tử nắm giữ, trong đó 481 triệu đô là stablecoin USDC. Nền tảng này đã thanh lý lượng tiền mã hóa nắm giữ rất nhanh trong 10 ngày qua. Kể từ ngày 25 tháng 7, Jump Trading đã đổi tổng cộng 83.091 WST ETH trị giá 341 triệu đô la thành 97.600 ST ETH, tổng cộng 86.059 ST ETH trị giá 274 triệu đô chưa được staking từ Lido Finance. Hơn nữa, họ đã gửi Ethereum trị giá gần 300 triệu đô vào nhiều sàn giao dịch tập trung khác nhau, bao gồm các sàn giao dịch hàng đầu như OKX, Binance, Coinbase và Gate.io. Đợt bán tháo gần đây của Jump Trading chung với đợt sụp đổ của thị trường tiền điện tử sau đợt bán tháo lớn trên thị trường châu Á vào thứ hai. Khả năng suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ đã tăng vọt đáng kể nếu Fed không thực hiện các biện pháp khẩn cấp về cắt giảm lãi suất. Trong đợt điều chỉnh gần đây, tổng số địa chỉ ETH mới cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024. Có nhiều báo cáo cho rằng Jump Trading đã tháo gỡ các vị thế tiền điện tử của mình vì sức nóng của Solana. Do đó, thị trường đã suy đoán rằng nhà sáng lập Jump Trading Anselm có thể sẽ sớm bán tháo Solana. Giá Solana cũng đã giảm mạnh trong tuần qua. Cũng theo báo cáo gần đây từ nhà phân tích Amber CN, giá Ethereum giảm mạnh đã gây ra làn sóng thanh lý giữa các cá voi ETH có đòn bẩy. Một số địa chỉ cá voi đã buộc phải bán hết số ETH nắm giữ của mình để trang trải các khoản vay, bao gồm địa chỉ bắt đầu bằng 0x1111 đã thanh lý 6.559 ETH để trả khoản vay 277,9 WBTC. Địa chỉ bắt đầu bằng 0x4196 đã thanh lý 2.965 ETH để trả khoản vay 7,2 triệu USDT. Địa chỉ bắt đầu bằng 0x790C đã thanh lý 2.771 ETH để trả khoản vay 6,06 triệu USDC. Địa chỉ bắt đầu bằng 0x5DE6 đã thanh lý 2.358 ETH để trả khoản vay 5,17 triệu USDC. Tuy nhiên, một diễn biến thú vị đã được đưa ra chỉ vài giờ trước. Sự sụt giảm mạnh về giá chắc chắn không phải là điều bình thường và nhiều nhà giao dịch coi đó là cơ hội để mua. Điều này cũng có vẻ đúng với những người khai thác Nomad Bridge. Nomad Bridge đã bị khai thác vào năm 2022. Những kẻ tấn công đã khai thác được 190 triệu đô la tiền điện tử khác nhau trong một cuộc tấn công hỗn loạn. Dữ liệu on-chain hiện đã xuất hiện, tiết lộ rằng tin tặc đã chi 39,75 triệu DAI để mua gần 17.000 ETH cách đây vài giờ. Hiện chúng đang gửi ETH vào máy trộn tiền điện tử Tornado Cash. Việc ETH giảm giá trong thời điểm Bitcoin điều chỉnh là một điều bình thường trong thị trường crypto,
Tín hiệu tích cực là hầu hết các nhà đầu tư đều rất bình tĩnh và tận dụng cơ hội này để bắt đáy. Đây là một tin vui cho thấy thị trường đang ngày càng trưởng thành. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.